Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp máy lọc khí Daikin. Đây là cái dòng máy không khí em đánh giá là hiệu năng hiệu quả nhất trong các cái dòng máy hiện nay, vì nó có cái công nghệ màng lọc kép giữa màng HEPA và màng lọc tĩnh điện. Ở các cái model khác thì chỉ có một màng thôi, mà riêng con này thì có hai. Đánh giá đây là cái model khá hiệu quả, mà cũng khá là hiếm hoi trên thị trường có cái tính năng như vậy. Con này thì màu cà phê, tổng thể hình thức thì như trên clip các bác thấy nhé. Quay một lượt để cho các bác nhìn qua hình thức. Em bán thì các bác xem clip kỹ của em nhé. Hình thức thì có như nào thì bán như vậy, để tránh cái tình trạng là mình, nếu bác cứ hỏi là nó bao nhiêu phần trăm thì thực sự là nó đánh giá phần trăm nó khó lắm. Mỗi người nó một ý. Hình thức thì xem như vậy thôi, hàng bãi mà. Tổng thể quay cho các bác một lượt. Con này thì em báo giá luôn, em bán là 3,3 triệu nhé, giá chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V, ship hàng toàn quốc nhưng mà không bao ship. Các chức năng nói chung là cũng như các máy khác thôi. Giới thiệu nhiều quá rồi. Ô, mượn. Bấm như các bác một loạt các cái nút, thấy là nút nó vẫn hoạt động bình thường. Thông số đây. Sản xuất 2014. MCK70P75W. Dùng cho phòng khoảng 55m2 trở lại. Điện 100V. Hình thức tổng thể là như vậy. Máy nguyên bản, không sửa chữa gì. Không mông má tút tát. Mọi thứ nguyên bản như trên clip. Độ ẩm báo 70%, hôm nay độ ẩm cũng xuống thấp rồi. Mọi cảm biến cái thứ hoạt động nó này. Đây các bác này, hai cổ lọc tĩnh điện hai bên nhé. Đây là cái giá trị nhất của cái dòng máy này, mà không có máy nào có ngoài cái phân khúc đồng hồ vuông, đồng hồ tròn và Daikin vầng trăng. Lại thêm một cái lưới thô này cũng rất hiệu quả, bảo vệ cái màng HEPA này khá tốt. Màng HEPA em thay mới này, trong này là màng than này. Mọi thứ về các bác chỉ cắm điện là dùng, bảo hành 1 năm. Đấy. Không phải nghĩ ngợi gì cả, đấu điện 220V sẵn rồi. Đấy. Thanh timer khử khuẩn này. Rất là đẹp, mọi thứ hoạt động hoàn hảo. Không có gì để phải chê trách cả. Hoàn hảo các bác nhé. Cái riêng này là khu vực bình nước đây. Đây, nói chung là con máy nó to vậy. Đấy, mang tẩu bẩm này, các bác này. Trò này cũng hơi có bám vôi một chút nhé. Đây. Nói chung tổng thể là như vậy. Giá bán 3,3 triệu chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Chào các bác.